Mến chào quý cô chú anh chị, bà con cô bác đã quay trở lại với kênh YouTube của hai anh em của tụi em ha cả nhà, Hà Vinh Vlog và Quang Vlog. Buổi trưa ngày hôm nay cũng chúc cho bà con cô chú anh chị của chúng ta trên cộng đồng mạng một ngày thứ năm thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe ha cả nhà. Hai anh em của tụi em cũng đang có mặt ở đây để quay và chia sẻ tới bà con cô chú anh chị của mình một số thông tin vào ngày hôm nay. Thì như cả nhà mình cũng biết là sôi nổi nhất ngày hôm qua tới bây giờ là chị mì xào củ chuối cũng đã lên trên cộng đồng mạng của chúng ta tiếp tục cào cấu và để kiện cáo một số kênh YouTube ở trước nhà của chị Loan và một số kênh YouTube ở các mọi miền ha nha. Nói chung là những kênh YouTube nào mà nói về chị ta nhằm bôi nhọ và lăng mạ chị ta, chỉ chưa có lăng xê chị ta thôi là chị ta sẽ lên là sẽ kiện cáo hết. Thì tối ngày hôm qua thì cả nhà cũng thấy là chị ta cũng có đăng một cái dòng trạng thái với một cái tờ giấy là ở sở truyền thông thông tin đã mời chị ta lên làm việc để nói về kiện cáo một số kênh YouTube. Thì trong đó thì em thấy một số kênh cũng có vào tư vấn cho chị ta là kiện luôn cả chị đại diện phát ngôn là chị Hồng Ti. Những cô chú anh chị mình cũng thấy rồi. Hiện tại bây giờ thì sáng nay chị ta cũng có lên thêm một cái bài viết nữa cả nhà. Ngáo mạng hơi lâu chờ xem pháp luật Việt Nam khác Malaysia, đừng tưởng em là mẹ. Thì trên cái bài viết này có nói về chị Malaysia, thì em nghĩ là chắc là nói về chị đại diện phát ngôn là chị Hồng Ly đối với cô chú chị. Nhưng mà em cũng xin phép cắt nghĩa cho cả nhà mình nghe luôn á. Cái từ ngáo mạn hơi lâu này là phải dành cho cái chị bì xào củ chuối đó nha. Bởi vì chị ta ngáo mạn và cộng thêm cái tâm thần của chị ta nó không được ổn định với cô chú chị. Khi mà chị ta tới cái drama này là được cái sự trục lợi từ con gái ông Năm, là cộng đồng mạng của chúng ta yêu quý chị ta đã tặng cho chị ta cái kênh YouTube là được đạt được cái nút bạc cho tới thời điểm này. Cả nhà mình cũng thấy ha. Và sau đó là chị ta quay lưng 180 độ quay lại cào cấu con gái ông Năm và cắn xé con gái ông Năm. Và luôn cả chị đại diện phát ngôn cũng như vậy luôn cả nhà. Và những cái kênh YouTube ở trước nhà thì cũng bị chị ta là coi như là chửi rủa là cơm bẩn và xin tiền đồ này kia nọ nhằm mục đích là hạ bệ những cái kênh YouTube ở trước nhà để không phải quay chia sẻ trong cái ông Năm. Nhưng mà những cái kênh YouTube của tụi em cũng đã lên những cái bài viết phản biện lời cho chị ta. Chị ta nói không lợi thì bây giờ bắt đầu chơi cái chiêu mà mua hàng cái bẩn của chị ta là coi như đi kiện cáo một số kênh YouTube ở trước nhà. Nhưng mà chị ta thì chỉ có cái đầu thiếu iốt, nói một đường thì làm một nẻo. Trong cái thời gian mà chị ta lên những cái video là coi như là đá xéo đá xiên chị Hồng Loan và chị đại diện phát ngôn, thì cũng đã quên rằng chị ta cũng đã vu khống cho chị đại diện phát ngôn và chị Hồng Loan khá là nhiều. Bằng chứng như là trên cái tập 72 73 của chị ta cũng đã nói về con gái ông Năm là bao nhiêu tuổi, làm bà ngoại và cháu ngoại, đó là cái bôi nhọ. Và cái thứ hai nữa là nói con gái ông Năm là trục lợi trên xác chết của ba Minh và trục lợi trên nhà Dương ở cái Đức Trọng Long Đồng khi mà bán khoai lang bà con cô chú, và một ngày là bán lời bao nhiêu tỷ đồ. Trên cái video của chị ta có ghi rành rành lên hết cái số tiền đó. Thì ở đây là một cái vu khống, và cái vu khống thứ hai nữa là nói về chị đại diện phát ngôn là tiền án tiền sự tiền mặt các kiểu đại điểu ở bên nước ngoài và ghiên cái cách sắt này cách sắt nọ, và những cái kênh YouTube hiện tại bây giờ cũng bị chị ta là coi như là nói là cẩu mùa này cũ mùa nọ, thấy không đó. Và mới đây thì chị ta không nói là những kênh YouTube nữa, bắt đầu là chuyển sang một cái chế độ là kiện cáo đó. Và chị ta cũng có đăng cách đây 4 ngày thì em cũng đọc cho cả nhà mình nghe luôn. Đơn giản là cả nhà cũng biết là cái chị mì xào củ chuối này, chị ta thật sự là không có khả năng đi kiện bất cứ một cái kênh YouTube nào hết quý của chúng chị. Nếu như mà kiện được thì cả nhà cũng nghe em nói một câu nói này ha, cờ hó mà sủa là cờ hó không có cắn, cờ hó không sủa thì mới cắn với cô chú anh chị. Nếu như mà chị ta đã kiện được những cái kênh YouTube ở trước nhà và kiện luôn cả chị đại diện phát ngôn chị Hồng Ni thì không có thể nào mà chị ta đăng tải lên vậy hết trơn. Cái người mà người ta thực sự người ta kiện cáo được là người ta sẽ không đăng tải lên, bởi vì sao? Người ta làm không được, người ta mới là đăng lên để cho nó đỡ đi cái phần bức xúc ở trong lòng người ta, chứ không phải là người ta muốn làm mà làm không có được bà con cô chú. Thì mới đây cả nhà cũng thấy nè, chị ta cũng sẽ bị bế đi về những cái tội nhúng giày Việt Nam chứ không phải Mỹ mà tự do ngôn luận. Thì ý chị ta nói là ở pháp luật của chúng ta là không được tự do ngôn luận, thì cũng xin thưa với chị mì xào củ chuối luôn ha, tất cả những công dân của chúng ta khi trên 18 tuổi là có giấy tờ hẳn hoi sẽ được tự do ngôn luận. Còn cái vấn đề mà chúng ta tự do ngôn luận mà sai với pháp luật là phải chịu cái sự chế tài. Còn ở đây thì những cái kênh YouTube
đã tương tác với chị qua lại trên cộng đồng mạng cũng chưa hề đụng chạm gì tới pháp luật, cho nên là những cái câu từ này chị nói là đã sai rồi, chị bị sạm của chuối. Ở đây người ta sẽ dựa vào cái này người ta bế chị đi, và cái thứ hai nữa là dựa vào những cái mà chị đã đăng tải lên sai sự thật nói về con gái ông Năm và những cái kênh YouTube ở đây. Một khi mà 46, 47 kênh YouTube đó người ta họp lại để người ta kiện tới chị thì chắc chắn là chị phải bán đất bán đai để mà đi đóng tiền kiện rồi ha. Năm cái lá đơn ở bên chỗ em ve chị còn chưa xử lý xong, cách đây vài bữa còn bán cái miếng đất để đi xử lý năm cái lá đơn đó, mà bây giờ thì bắt đầu là định gỡ gạt lại những anh em ở đây, kiện cáo một người 7,5 triệu ha. Thì không sao, mấy anh em thì cũng cố gắng để mà rửa tay rửa chân đồ để đi hầu chị ở ngoài tò, thì cũng mong là chị kiện sớm sớm tí xíu, kiện trễ quá thì mấy anh em ở đây người ta sợ người ta trốn hết là chị mất luôn cái phần kiện cáo mấy anh em. Thì trong cái thời gian vừa rồi thì cả nhà cũng biết là chị ta là đang rất là ức chế vì cái vấn đề là mấy anh em ở đây là cứ lên bài là nói về chị ta, và cũng là vu khống thêm một cái chuyện nữa là bôi nhọ gia đình của chị ta, là nói về con cháu chị ta. Cũng xin thưa với bà con cô chú anh chị mình luôn, cái chị mì xào của chuối này là cái miệng của chị ta là không có ngớt da non cả nha. Ở đây tụi em làm việc đâu đó rõ ràng, chị ta nói về những cái kênh YouTube ở trước nhà thì tụi em lên phản biện lại với chị ta, chứ chưa bao giờ có những cái động thái nói về con cháu hay là chồng con của chị ta. Bởi vì sao? Người nào làm thì người đó chịu, ân đền thì quán trả, cái chuyện đó đơn giản lắm. Nợ quan có đầu thì nợ có chủ, tụi em không thể nào mà lôi con cháu hay chồng con gia đình của chị ta vào cái vụ việc này. Chẳng qua gì chị ta suy tưởng ra và cũng là quan ức cho chị ta trong cái thời gian qua là một số kênh YouTube lên nói chị ta này nọ. Nếu mà chị ta không nói về những cái kênh YouTube ở trước nhà thì sẽ không ai đụng chạm tới chị ta cả. Bằng chứng là như quý cô chú anh chị mình thấy vừa rồi, chị ta đi chơi ở ngoài biển Cửa Lò, những cái kênh YouTube có ai mà thèm đụng chạm tới một người giống như chị ta đâu. Một người đã đau bệnh sống nay chết mai, không ai rảnh để đụng chạm tới những người như vậy, để người ta có thời gian người ta đi làm, người ta kiếm tiền, chứ không có muốn đi kiếm mối trên cộng đồng mạng, nhất là với những cái kênh YouTube mà bị ngáo mạng và bấn bựa như chị ta cả. Nhưng mà chị ta một mực vẫn cương quyết là đi kiện một số anh em mà kiện là không có lý do gì hết. Bây giờ không lẽ giờ đi kiện em với Hà Vinh là cái tội là kêu chị ta là mì xào củ chuối sao quý cô chú anh chị, hay là con cá bảy màu sao, đúng không? Thì cái này nó hơi phi lý một tí xíu, nhưng mà không sao, cứ để cho chị ta kiện. Bởi vì do cái vấn đề chị ta đi ra ngoài biển uống nước biển nhiều quá thì cái đầu của chị ta nó bị thông não lên rồi cả nhà, cho nên là về là ngáo hơn tí xíu là cứ kiện. Thì mới đây thì có đăng trạng thái là coi như là ngáo mạng hơi lâu, chờ xem pháp luật Việt Nam đó. Thì cái câu nói này phải dành cho chị ta ha cả nhà. Thì tụi em cũng đang ở đây để chờ đợi chị ta kiện cáo, để tụi em có thời gian để gặp mặt chị ta lần nữa, và trước khi chị ta đau ốm bệnh hoạn để tiễn chị ta một đoạn đường cuối cùng, thì mấy anh em cũng đang chờ đợi. Thì cũng mong chị kiện sớm sớm mà trước cái ngày chị đi du lịch thôi, chị bị sao của chuối. Mấy anh em của tụi em đang cố gắng ngồi đây chờ đợi chị từng ngày từng giờ. Kiện thì cứ kiện chứ đừng có hù nữa chị ơi, hù cả năm trời nay rồi mệt quá chị bị sao. Tụi em cũng đang chuẩn bị sẵn 7,5 triệu để cho chị tới rồi chị kiện ha. Thì quay lại cái vấn đề của cái ông sạc răng quý cô chú anh chị, thì ông ta cũng lên một cái video là mượn cái tiếng nói của cô Bạch Tuyết quý cô chú anh chị để nói lên về cái vấn đề là trước khi vào cái nghề nghệ sĩ là phải có cái tâm của chúng ta. Ở đây thì em nói với cả nhà mình nghe, cô Bạch Tuyết thì chúng ta không thể nào nói tới ha cả nhà, bởi vì cô và cô Diệu Hiền là hai cái người mà đã từng rất là yêu quý ông Năm, và trên cộng đồng mạng của chúng ta và luôn bản thân của em và Hà Vinh cũng đã được gặp cô ở ngoài đời, thì rất là tôn trọng cô, rất là yêu quý cô, không có thể nào mà dùng cái tên tuổi của cô vô trong những cái video này, trong cái drama này để vấy bẩn cái tên tuổi của cô được, thì cũng xin phép không nhắc tới tên cô. Nhưng mà cái ông sạc răng này, ông ta đã lôi cái tiếng nói của cô vô trong cái video của ông ta để nhằm nói lên là một số quý cô chú anh chị nghệ sĩ đã từng yêu quý con gái của ông Năm, ủng hộ chồng gái ông Năm là một cái sai trái, và con gái ông Năm không phải là một ca sĩ chính hiệu mà đi hát được cộng đồng mạng yêu quý. Ở đây là muốn hạ bệ con gái ông Năm và bôi nhọ một số quý cô chú anh chị nghệ sĩ như là anh Hai Vũ Lưng và chị Ba Bình Tinh và anh Kim Tử Long và chị Ngọc Huyền và có cả cô Thanh Hằng. Đây là một số quý cô chú anh chị nghệ sĩ đã từng yêu thương chị Hồng Loan, đã dìu dắt cho chị bước lên trên sân khấu
động viên tinh thần chị khá là nhiều. Thì cái ông này thì không hiểu hiện tại bây giờ ông ta đang có một cái động thái gì, về thì không dám về ở đây, còn lên thì cứ liên thuyên ở trên mạng. Tại vì hiện tại bây giờ thì em Ve cũng đã đang đổ bệnh, thì ông ta cũng đại diện cho em Ve để lên đính chính lại cái này cái kia, là em Ve mới là một cái người là nghệ sĩ chính hiệu cả nhà.